Thành phố Praha cổ kính, được mệnh danh là thành phố vàng hay thành phố trăm ngọn tháp, nằm dài trên các ngọn đồi không cao cho nên dễ quan sát được xa và rộng. Những điểm quan sát toàn cảnh Praha từ trên cao với view panorama đẹp quen thuộc là thành cổ Praha, đồi Strahov, Hanavsky Pavilion hay từ tháp Zipcov Praha 3, khu đồi Zipcov. Đó là khu đồi Zipchí Hrad Lui ở Praha 5, ngay bên bờ trái sông Vltava ở khu Smíchov. Do nằm ở nơi hơi khuất và không tiện giao thông nên nếu không có Navi thì sẽ hơi khó để tìm. Đi bộ thì hơi xa, mà đi xe thì hơi lằng ngoằng. Đến nơi, đi dạo và ngồi ngắm toàn cảnh Praha từ trên cao vào những hôm thời tiết nắng đẹp thì rất tuyệt vời, vì không gian rộng thoáng rất phù hợp đi chơi picnic trong những ngày nghỉ cuối tuần. Địa chỉ chính xác để đưa vào Navi, xem trong phần mô tả video. Zipchí Hrad Lui có nghĩa là thành con gái, là tên gọi thứ hai của đồi Zipin và cũng là tên của khu dân cư biệt thự ở phía tây bắc sườn đồi thuộc khu Smíchov và giá lít xe ở Praha 5. Phần phía bắc của đồi được mang tên Zipchí Hrad Lui và ở đây có khu bảo tồn tự nhiên Strát tiếp giáp với khu dân cư ở phía nam. Bảo tồn tự nhiên Strát nằm ở rìa phía bắc của đồi Zipin, phía trên cao khu Zelikov, bao gồm đường sắt chạy phía dưới gần Zipchí Hrad Lui và mỏ đá Bila Skala bị bỏ hoang ở phía đông. Khu bảo tồn này do Praha quản lý. Phần phía nam của đồi Zipin thuộc công viên thiên nhiên Prokopské và Daleké và phần sườn đồi phía nam dẫn đến khu bảo tồn thiên nhiên thung lũng Prokopské. Zipchí Hrad Lui là phần đồi rộng lớn kéo dài về phía tây đến khu Zimonis và Butovis. Có thể đến khu Zipchí Hrad Lui từ đường Vredelika, nơi có ga tàu điện ngầm tuyến B đến Vredelika. Đi đến khu Zipchí Hrad Lui có tuyến xe buýt 231 chạy đến đó từ Smíchov. Đường sắt tuyến 122 chạy một vòng cung dọc theo sườn đồi giữa bến Zervahov và bến Zimonis. Quy hoạch không gian mới của thủ đô Praha đã quy hoạch khu Zipchí Hrad Lui là một khu vực phát triển đa năng. Khuôn viên rộng lớn mới quy hoạch dành cho xây khu ký túc xá của Đại học Sát Lô Yêu Cây, phía tây 62,87 hectare được dành cho phát triển đô thị quan trọng và phần phía đông là khu vực phát triển cảnh quan quan trọng với 62,01 hectare. Phía nam và phía bắc của khu Zipchí Hrad Lui được quy hoạch dự trữ đất để phát triển sau này. Dự kiến sẽ xây tuyến cáp treo Vredelika Zipchí Hrad Lui. Tại Zipchí Hrad Lui, công ty AAW Architects xây hàng rào, ngăn đồng cỏ có diện tích lớn gấp 5 lần quảng trường Vaclav để làm nơi chăn thả ngựa tự nhiên. Sở thú Praha sẽ đưa những chú ngựa quý Kryvanský về đây vào tháng 4 năm 2021. Hiện tại hàng rào và các cơ sở nuôi đã hoàn thành và đài quan sát cho du khách đang được xây dựng. Việc nuôi chăn thả ngựa ở đây sẽ giúp tái sinh tự nhiên các cộng đồng động thực vật bản địa. Vào mùa xuân năm 2020, công ty công viên ở thủ đô Praha đã trồng mới 500 cây cho khu vực này.